Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi làm trong series Run City và giới vào ngày thật là tốt lành. Hôm nay là thứ bảy máu chảy về team nha các bạn. Rồi ok, chúng ta cùng trở lại với sự kiện đưa cánh gió. Thì qua được gọi là một thời gian thì mình đã tích được một lượng trong trống là 180 rồi. Thực ra thì mình có thể là 187 nhưng mà mình đã để sót một lần là thu hoạch ở lần thứ ba. Tại vì mình hết thời gian các bạn, chứ không thì mình cũng đã lấy nốt là 7 huy chương còn lại rồi. Nhưng không sao, trong lúc ta làm nhiệm vụ thì sai sót là điều không thể tránh khỏi, cho nên cũng không sao, ta sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là nhiệm vụ gì nha các bạn. Thu hoạch vàng nè, cho Rồng Ăn và win 4 trận Language. Những cái này thì mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Và ở một cái trận Language nào đó thì mình chỉ có đánh được có 3 trận thôi, cho nên mình phải skip 4 game đi các bạn. Nhưng mà thực ra thì cũng gọi là không có sao cả, tại vì 4 game đó là 4 game mình lấy ở trong Language rồi. Như vậy thì cứ tính là mình nói chung là chưa có bỏ ra một game nào hết các bạn. Ta vẫn chơi rất là bình thường đấy, không có gì là lắm cả. Ok, chúng ta sẽ vào đây rồi cho chú rồng này ăn lên đi. Chú rồng cao quá thì ăn lên khá là tốn trái cây các bạn. Chú rồng này ăn vừa thu hoạch luôn con xanh và vừa lấy cái này là ngon rồi. Ok, thì như vậy nha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta phải... vẫn còn nè. Ok, vậy mình sẽ cho tiếp một lần nữa nha. Ok. Rồi, thì đó, xong. Mình cho những cái rồng nào mà ăn ở cấp cao thì tỷ lệ ra nó càng cao thôi. Mà không sao cả, mình cứ cho những rồng nào chúng ta thuận tiện nó cho lên thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đánh trong đây nha. Và đánh trong đây thì chắc là mình cũng sẽ cầm là thần huyết và nanh băng. Thực ra thì các bạn biết không, sắp tới là chúng ta sẽ có một cái mùa Run Arena mới và một cái hệ mà cả thần huyết và cả là nanh băng đều có. Đó chính là hệ băng các bạn. Môi trường hệ băng thì nói chung là hai chú rồng này sẽ làm mưa làm gió ở đó. Mình thì là người chơi hệ là Plus God, nhưng mà sau này thì chúng ta vẫn sẽ là quay một phát luôn, đầu tư cho chú rồng Rifle, chú rồng Rifle chúng ta trở nên gánh tem các bạn. Đấy, trời ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hấp huyết nè. Đó, chúng ta vẫn có nhiều sự lựa chọn các bạn. Nói chung là chúng ta có thể là chọn chơi Sinfu hoặc là chọn chơi Headset, tùy chúng ta lựa chọn các bạn. Ok, mình sẽ đánh là 4 trận nha. Trận mình cứ đánh hết luôn đi. Wow. Đấy thì nói chung là một mình thần huyết chúng ta đủ sức canh rồi, nhưng mà dẫn thêm chú rồng Rai để mà hít ké kinh nghiệm các bạn. Đây, chí mạng này các bạn. Đó, 56k luôn đấy. Gọi là sát thương rất là cao nha. Chỉ tiếc là chúng ta phải bù lại thôi các bạn. Nói chung chúng ta phải bù lại bằng 25% lượng máu, chứ không chúng ta quá bá rồi. Có một skill như vậy vừa hồi nhanh nữa là quá bá các bạn. Và vậy nên ta phải đánh đổi bằng 25% lượng máu. Nhưng mà nhiều đó cũng gọi là không có làm giảm được cái độ bá đạo của chúng ta. Chúng ta có thể là hút máu lại mà. Rồi sau thì tùy vào lượng máu chúng ta sẽ mất nhiều hay mất ít. Nói chung là cũng khá là cơ động các bạn. Vì lượng đam nó rất là cao. Ta biết là lượng đam của nó cao các bạn. Ok, này thì một đam là không đủ rồi. Sẽ chơi chiều tối nha. Đấy, giờ thì đủ rồi các bạn. Rồi, goodbye nè. Đấy các bạn, 54 lượng đam luôn đấy. Trời ơi, chí mạng. Thì mỗi trận chắc là chúng ta gọi là hưởng ké được một mạng các bạn. Nếu như chúng ta không chơi skill đam to thì nhiều khi chúng ta cũng cự được thêm một màn nữa. Thì vì mất đi 25% lượng máu rồi. Kẻ thù chúng ta, nếu mà chúng ta vẫn đang còn thấp máu thì kẻ thù rất là dễ ra tay.
Kiên Titan nè. Skill hệ băng nè. 77. Rồi, đấy thì nếu như bình thường như này mình mà chơi skill bình thường thì chắc là không có là bay màu chú rồng kia các bạn. Mình sẽ thử nha. Skill hệ Legend nè. Đó, chỉ có 15 lượng đam thôi. Uầy, tao phải trả giá rất là nhiều. Nhưng mà chơi chiêu kia thì được. Bởi vậy tại sao mà skill kia mạnh là như vậy đó các bạn. Ta có thể là apply nhiều pha gọi là cần sức mạnh. Trong đó cũng bù vào lượng máu chúng ta nhưng mà vẫn có một cái lượng đam lời nha các bạn. Chứ không phải là chúng ta mất máu bao nhiêu thì là mất đi bấy nhiêu đâu. Nhưng mà cũng đúng một cái là chúng ta mất càng nhiều máu thì lượng đam ta càng cao. Sau này mới mạnh các bạn, sau này là chúng ta mạnh hơn nữa. Khi mà máu chúng ta đã nhiều rồi, đam chúng ta còn to rồi. Thì chiêu đó là 2k7 đam luôn mà. 2k7 luôn, cả đam luôn các bạn. Rất là cao luôn. Chiêu này là 2k6 là ngày xưa là thuộc dạng là cao nhất rồi đấy. Và chiêu băng là chiêu nước đó thì vẫn là 2k7 luôn đó các bạn. Rồi chơi thử chiêu nước nha. À, này thì hấp huyết. Đó. Đây. Xem cái kia là 15k để xem nha. 26 luôn đấy. Rất là cao luôn các bạn. Ok. Rồi. Thì như thế là chúng ta cũng đã dễ dàng lấy được trọn bộ rồi. Giờ mình sẽ bay thử vài vòng nha. Nói chung là bay kiểu này cũng khá là mạo hiểm đó các bạn. Tại vì mình không được là quá sơ suất. Thì có thể là tắt wifi rồi mình đi lại. Nhưng mà như vậy thì khá là tốn thời gian. Nhưng mà nếu mà để cho chắc ăn thì chúng ta có thể là tắt wifi rồi bay 3 trận. Sau đó 3 trận đều ok rồi chúng ta bật lên lại. Chứ mà bay xong có một trận rồi cứ tắt lên bật lại thì nó rất rất là tốn thời gian đó các bạn. Đấy, những cái pha như vậy mà chúng ta gọi là bay màu là rất là tiếc luôn. Bây giờ mình đang rất là tập trung nha các bạn. Rồi, hụt một cái trông trống rồi mong sao. Ta đừng có gọi là tiếc làm gì, tiếc tham lam rồi không ăn được mấy trông trống sâu là còn nhiều các bạn. Chúng ta thấy kiểu không ăn được chúng ta hoảng hay là cố ăn đấy. Đấy, giống như kiểu chúng ta cố mà ăn trọn vẹn mà thành ra là lại bỏ sót đi nhiều cái phía sau đó các bạn. Thì mình cần phải là rất là cảnh giác chú ý. Rồi ok. Bé Truy gọi mình rồi các bạn. Rồi mình bay nhanh chút xíu đi. Rồi xong. Rồi xong rồi. Ok. Ok các bạn, hiện tại chúng ta vào lại thì cũng đã kết thúc mùa run rồi. Sang run sau thì run ban đấy. Nói chung là run băng thì chúng ta sẽ có nhiều cái là cuộc rồi đây thì chúng ta cũng bắt đầu là có lại cái này rồi các bạn. Cái này thì tạm thời mình sẽ làm hai nhiệm vụ trước nha, là mình ok làm hai nhiệm vụ trước vụ này và nhiệm vụ cho rồng ăn và sẵn tiện chúng ta thu luôn con màu xanh luôn nha các bạn, con màu xanh này. Ok vậy thì mình sẽ cho chú rồng này luôn Titan điện ăn luôn. Mai mốt là chúng ta đỡ mất công cho Titan điện ăn lên các bạn. Đấy, cho ăn lên level 25 đi ha. Level 25 là chúng ta sẵn tiện ta làm nhiệm vụ đó các bạn. Đấy. Tầm này thì chúng ta cho một chú rồng từ level 1 ăn lên level 14 là chúng ta cũng đã thu xong lượng con xanh rồi. Nhưng mà mình làm tiếp để mà mình làm thêm nhiệm vụ các bạn. Wow, để chắc nhiệm vụ xong đấy. Tầm thời 20 nha. Rồi. Đó. Còn lại là like 5 lần. 5 lần thì ta sẽ like sau. Giờ mình sẽ bay thêm một lượt nữa. Rồi mình sẽ vào run băng mà review các bạn xem là những cái là khởi đầu của băng thì nó sẽ như thế nào, gặp những đối thủ như thế nào và chú rồng của chúng ta thì sẽ ra sao đó các bạn. Dàn đội hình chúng ta trong mùa run băng này có thể là làm nhiệm vụ arena được không. Thì đó, giờ mình sẽ bay xong lượt này đã. Nói chung thì đối với sự kiện bay thì ngày mai chúng ta cũng gọi là hết rồi các bạn. Cho nên chúng ta phải tranh thủ chúng ta bay nhưng mà phải bay chuẩn nha các bạn. Cái lượt bay của mình thì có rồi. Mình cũng đã hơn là 150 lượt rồi. Chỉ cần chúng ta bay đạt tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có thể là lấy được cái chuông gió. Đấy, nhiều pha vừa nãy mình gọi là ăn chắc mặc bền hơn là việc mình tham lam mình nhảy xuống dưới là thế nào mình cũng
là bay mất xác đó các bạn. Bởi vậy chúng ta vẫn phải tỉnh táo nha, không nên gọi là tham lam nhất thời, vì phía trước vẫn còn nhiều trông trống để cho chúng ta ăn lắm các bạn. Với hiện tại là mình không có tắt wifi cho nên phải đi thật là kỹ lưỡng, cẩn thận. Còn nếu mà bình thường thì mình có thể là bay, nói chung là cũng là bay cẩn thận nhưng mà có thể là thả lỏng hơn một tí xíu. Rồi 110 điểm rồi. Đến đây thì chúng ta đã nằm trong mức an toàn rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là mỗi lần ta ăn khoảng tầm là 115 hay là 114 gì đó. Ok. Giờ thì chúng ta bay đoạn xa xa thì chúng ta sẽ có thể là ăn thêm được vài cái trông trống cuối cùng trước khi là chúng ta kết thúc những cái trông trống. Thì có thể là tới lúc này. Đấy, ăn xong chúng ta có thể là đập đầu vào đá cũng không sao này. Chúng là cũng xong cái lượt chúng ta ăn trông trống rồi. Nếu bạn nào cũng bay tiếp thì chúng ta kiếm thêm là hai chú cừu nha, kiếm thêm điểm thành tích thôi. Ok, có quảng cáo nè. Đó. Thì sự kiện đi cừu cũng sắp hết luôn rồi. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều video đó các bạn. Ok, và chúng ta đã lên được rank Master Băng rồi. Trận đấu đầu tiên chúng ta thì chúng ta gặp lại đối thủ ở trong Master cũ. Và giới thiệu các bạn, đội hình của mình mạnh nhất ở trên đây sẽ là vị trí đầu tiên là thần huyết, là rồng Blood God đó. Thứ hai là rồng bóng đêm và thứ ba là rồng mùa thu. Nếu như các bạn gọi là muốn sử dụng rồng thần huyết để solo thì các bạn để cho rồng thần huyết vào slot ở phía sau. Còn ở phía dưới thì các bạn cho những chú rồng nào mà kiểu mà yếu yếu các bạn thì chúng ta sẽ có thể là cho Blood God đi solo nha. Đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Nhiều bạn là chúng ta chê trách là nếu như một mình chú rồng Blood God sẽ mạnh hơn, thì chúng ta vẫn có cách để mà cho chú rồng Blood God ở vị trí cuối cùng mà. Chưa kể là chúng ta có thể là, các bạn nhìn đây đó, chưa kể chúng ta có thể là gây được một số lượng sát thương nhỏ này đó, các bạn thấy chưa đấy. Và chưa kể là chúng ta còn có thể là sử dụng tun nữa nha, gọi là ý là để mà phối hợp lượt đó các bạn. Đây mình giả sử nha, giả sử như bây giờ là chúng ta sử dụng skill hút máu đi. Đó, hút máu thì chúng ta sẽ tốn khoảng tầm là Asatun kìa nhưng mà không có thấm. Đây, tốn là hai lượt các bạn. Thì trong hai lượt đó chúng ta có thể là để chút đồng này ra nè, để mà chúng ta có thể là kéo lượt nè. Nói chung là nếu chúng ta không sử dụng skill bóng đêm thì coi như là chúng ta không có bị ảnh hưởng gì hết các bạn. Đấy, hoặc có sử dụng thì chúng ta vẫn có thể là, đó, bây giờ mình đã có thể là hồi đầy cái skill mình rồi. Và mình có thể là sử dụng luôn là 1 cân 3 hay là 1 cân mấy tùy các bạn đấy. Đó nên chúng ta vẫn có nhiều cách chơi chứ không phải là cứ bảo là để cho chú rồng Blood God một mình mới mạnh rồi đi với team yếu vào. Thì các bạn muốn đi với team hay là muốn đi một mình thì đều có cách cả. Nhưng mà bình thường chúng ta đi với team cũng được các bạn, không có việc gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Giờ mình sẽ để cho Blood God lên nha. Đó, và chú rồng đây, dạng hình chúng ta Blood God, rồng mùa thu và rồng bóng đêm đều có hệ băng thôi các bạn. Nhất nè, đối thủ đầu tiên chúng ta có vẻ là khá là dễ dàng đây. Rồi, bởi vì chúng ta là Blood God và khi chúng ta đã được bút rồi các bạn. Wow, đàm bên kia không có thấm. Mình nói chung là hiện tại chưa cần sử dụng đến chiêu bóng đêm mà chúng ta gọi là cứ vừa đánh vừa hút máu là được ok ngon lành rồi các bạn. Đấy, gọi cho bên kia đánh thoải mái luôn ấy. Trời ơi, không cần sử dụng đến skill hút máu luôn các bạn. Vậy vậy chúng ta dù gì cũng đã gọi là một chú rồng cách 10 mà 4 sao các bạn. Nói gì nói chúng ta rất là mạnh nha các bạn. Đấy, và skill bóng tối khi mà bên kia có một đối thủ thì chúng ta cũng ra đòn rất là mạnh tay. Không việc gì phải lo lắng cả. Rồi đây đây, những cái trận chiến này nó mới gọi là gắt khát khao đây. Và mình sẽ đương đầu vào trận chiến khó khăn này nha các bạn. Nhưng mà gọi là chúng ta muốn tăng độ khó cho game thì mình chỉ cầm một mình Blood God thôi. Ok nha các bạn, mình chỉ cầm một mình Blood God thôi, nhưng mà mình xin phép là cho là bên mình thêm hai chú rồng, là hai chú rồng là yếu thôi nhưng mà là Titan nha, để mình có thể là phù hộ thêm một ít là lượt. Nói chung là như vậy thôi, kiểu cho trận đấu thêm kịch tính thôi, chứ mình đánh một mình vẫn được, kiểu như là mình để xem là mình có cân được hay không ấy. Vậy đi, thì mình sẽ để cho hai chú rồng yếu đi. Nói chung là mình kéo đại rồng yếu nha, chứ không phải là mình đó đâu. Rồi mình xin phép là được bút tháp nha các bạn. Ok, đó. Rồi,
Và trận chiến của chúng ta sẽ thực sự bắt đầu bởi vì mình là cấp 60, 4 sao nên xin phép được bút tháp để mà đánh để với lại những chú rồng bên kia là có nhiều sao và có sức mạnh nha. Để xem là chúng ta sẽ đánh thế nào, mặc dù bên kia không có sử dụng skill đặc biệt thì gọi là chúng ta sẽ có lợi rồi đấy, các bạn thấy chưa? Gọi là rất là mạnh nha. Đây nè. Rồi. Đó. Bây giờ sẽ là trận chiến thực sự của chúng ta nè các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng skill mà mình nghĩ là sát thương sẽ cao, đó là skill hệ băng. 91k. Đấy các bạn, bên kia đánh là 75 luôn ý. Nhưng mà mình gọi là không để cái lượng máu chúng ta bị thu hẹp nhiều nên mình sẽ hấp huyết nữa các bạn. Đó, hấp huyết luôn. Rồi, và giờ mình không thể hấp huyết được nữa thì mình sẽ tiếp tục để mà cho đối phương là sẽ hạ mất một chú rồng. Uầy. Đấy các bạn thấy chưa? Lượng đam rất là khủng. Giờ mình lại chỉ có cách là mình sẽ bù vào bằng chiêu này thôi. Nhưng mà lượng đam phát thứ theo của đối thủ cũng rất là khủng. Đấy, nói chung là chúng ta rất là khó để mà xoay sở trong cái pha này. Đấy, các bạn có thể thấy là với cái sự chênh lệch giữa lượng máu và lượng sát thương cũng như là chú rồng bên kia chưa có sử dụng đến những cái sở trường của mình. Tuy nhiên thì có thể thấy là kết quả chung cuộc chúng ta không thể nào mà là nếu như chúng ta một mình có đầy đủ những cái skill để mà đánh với lại chú rồng Vamir này thì còn may ra. Chứ còn chúng ta đơn phương độc mã để mà đánh với lại chú rồng Raifu đây thì rất là khó các bạn. Một cái quạt bên kia thì đã lên đến với lượng sát thương là tới cả 100k rồi. Mà chúng ta thì chúng ta đỡ không nổi các bạn. Ok, và có lẽ trận đấu ta sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nói chung thì mình chỉ làm muốn làm thí nghiệm thử thôi, chứ còn mình đánh những cái lượt sau cũng được, sẽ cẩn thận hơn nha. Ok, và video của ta đến hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.